Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một tài khoản sinh viên trên trang chủ của hãng Autodesk để từ đó tải và sử dụng các phần mềm thiết kế của họ như 3ds Max, AutoCAD, Maya, vân vân. Trước hết các bạn cần truy cập vào đường link như sau: autodesk.com education free software gạch giữa features. Hoặc các bạn chỉ cần gõ từ khóa Autodesk Student là Google sẽ tìm cho các bạn trang Autodesk dành cho sinh viên này. Tiếp theo các bạn cần chọn cho mình một phần mềm trong số những phần mềm được liệt kê dưới đây. Ví dụ tôi click chọn 3ds Max. Đến đây để tiếp tục các bạn cần tạo cho mình một tài khoản Autodesk. Các bạn click vào Create Account. Các bạn điền đầy đủ 3 thông tin như sau, bao gồm quốc gia mình đang sinh sống là Việt Nam, vai trò cá nhân là student, sinh viên và ngày tháng năm sinh. Sau đó các bạn nhấn Next để tiếp tục. Tiếp đến các bạn bổ sung thông tin như là họ họ và tên, địa chỉ email kèm mật khẩu. Mật khẩu ở đây các bạn lưu ý là phải bao gồm các chữ cái ABC và số 123 cộng thêm một ký tự đặc biệt, ví dụ như là A còng hoặc là chữ A viết hoa chẳng hạn. Ví dụ các bạn có thể đặt mật khẩu là ABC123 A viết hoa. Tiếp đến các bạn kiểm vào phần I agree, tức là tôi đồng ý với điều khoản của Autodesk là tôn trọng bản quyền, vân vân. Sau đó các bạn nhấn vào Create Account để tạo tài khoản. Tiếp theo Autodesk sẽ yêu cầu các bạn xác nhận hình thức đăng ký này qua email như hình minh họa sau đây. Các bạn đăng nhập vào email vừa sử dụng để tạo của mình và các bạn sẽ thấy Autodesk gửi cho các bạn một bức thư yêu cầu kích hoạt tài khoản Autodesk vừa tạo. Các bạn phải mở email này ra. Tiếp theo các bạn kích hoạt tài khoản bằng cách nhấn nút Verify email hoặc click vào đường link bên dưới nếu như nút trên không hoạt động. Ngay lập tức các bạn sẽ được chuyển đến một trang mới báo là email của các bạn đã được kích hoạt. Các bạn có thể kiểm vào đây để nhận thông tin mới của Autodesk hoặc bỏ trống cũng được. Và cuối cùng nhấn Done để chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp đến các bạn bổ sung nốt các thông tin sau, bao gồm tên trường, lĩnh vực học tập và ngày nhập học và tốt nghiệp. Các bạn điền giống như hình minh họa sau đây, sau đó nhấn Next để tiếp tục. Ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta phải làm thêm một bước nữa, đó là thêm thông tin trường T3D vào bộ nhớ của trang Autodesk. Các bạn nhấn vào Add it to our records. Tiếp theo các bạn điền các thông tin giống như hình minh họa sau đây và nhấn Add để thêm T3D vào bộ nhớ của Autodesk. Cuối cùng ấn Next để thực hiện bước kế tiếp. Và đến đây các bạn đã hoàn thành việc đăng ký. Các bạn nhấn Continue để tiếp tục. Và ở đây các bạn có thể thấy là Autodesk đã tự động đăng nhập vào account của bạn vừa tạo với dòng chữ là Welcome back Nguyễn Thanh Tùng, chào mừng Nguyễn Thanh Tùng quay trở lại. Các bạn cần làm tiếp theo đó là chọn phiên bản 3ds Max mới nhất 2020, chọn hệ điều hành là Windows 64-bit và chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, English. Tiếp theo các bạn cần lưu lại dòng thông tin số serie để khi cài đặt xong kích hoạt bản quyền sinh viên cho phần mềm. Cuối cùng các bạn nhấn Install và làm theo hướng dẫn cài đặt phần mềm. Ở đây các bạn có thể thấy là tôi đã cài đặt 3ds Max 2020 hoàn thành thành công. Các bạn có thể thấy dòng chữ Student Version, phiên bản dành cho sinh viên ở đây. Giờ các bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản Autodesk vừa tạo vào trong 3ds Max như tôi đã làm như sau để có thể nhận được các sự hỗ trợ từ Autodesk. Như vậy chúng ta đã có một phiên bản Autodesk dành cho sinh viên dùng thử trong vòng 3 năm để học tập. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Các bạn có thể tìm thêm những video bài giảng chất lượng khác bằng cách truy cập vào trang web Facebook của trường đào tạo thiết kế diễn họa công nghiệp T3D Up Design School theo địa chỉ sau: www.facebook.com T3D Art Design School viết liền.
Để đăng ký học, các bạn nhấn vào nút Shop Now. Tiếp theo các bạn click vào ảnh khóa học mà các bạn muốn học. Ví dụ ở đây tôi click vào khóa chuyên đề ánh sáng chuyên sâu. Các bạn có thể comment để hỏi về thông tin đăng ký học. Hoặc nhấn vào nút Message để gửi yêu cầu. Tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay khi nhận được tin nhắn. Chúc các bạn học tốt! Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn nút subscribe để đăng ký vào kênh YouTube của tôi và theo dõi các video chất lượng hàng ngày khác. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ video cho bạn bè và người thân để giúp cho các video này đến được với mọi người. Đó sẽ là động lực lớn giúp tôi làm thêm nhiều video chất lượng khác. Xin chân thành cảm ơn.